cho là bị đi đi theo đi, đi, đi theo hồi họ họ được cái cây đẹp cái họ đi đi. Năm thứ sáu và đây là những cái phần mà tụi em đang sản xuất giống. Đó. Thì hôm nay chúng ta tới đây thì sẽ biết được cái quy trình phát triển và làm giống của cây hoàng kim quả của bên hợp tác xã là như thế nào. Và đây là trái. Cái giọng này đã chuẩn bị trong được chanh. Dạ chưa. Đây trái là đang ra là trái màu xanh đây. Đó. Thì những trái này thì sau khi mà nó to như vậy thì bên trước tụi em sẽ bao bọc lại. Thôi, đi về. Tụi em mới cung cấp được bởi vì cây này giờ tụi em đang rất là... Đi về nhà sữa hoàng kim. Đây là bú sữa hoàng kim. Người ta đang bán cây hoàng kim giả. Đó, nên là các anh chị đi là đặc biệt là lưu ý là người ta đang bán cây hoàng kim giả. Em thấy trên tuyến quốc lộ 14 là có xe người ta đi bán. Người ta quảng cáo hoàng kim nhưng mà cái cây là cái cây giống cây bơ. 400.000 một cây nên là bà con nông dân không cẩn thận là bị lừa. Những đối tượng xấu bây giờ người ta đang lợi dụng vào đó, người ta bán cây này à? Cái này à? À, người ta bán cây này. Cái này là cái gì đây? Cây lê kim ma hoặc là cây bơ. Cái lê kim ma nhưng mà ta gọi là cây đầu tiên. Cây đầu tiên, cái này là ở ngoài ta là cái hoa lê kim ma là tên của Trung Quốc. Cái này là hái những cái trái hư xuống. Cây cuối kia thì ủa hái chưa Lâm, cái cây cuối hái chưa? Hái hết rồi hả? Ồ, vậy có lẽ là tí xíu cây kia bị nhiều sức ở ngoài. Sao cảm giác sao anh? Cái này là vu sữa, này là vu sữa của ta này. Đây. Cái trái của mình là nó có thể to hơn. Được vì ngọt thanh. Vị các anh cảm thấy cái vị nó giống cái vị gì? Thơm thơm mà nó còn một chút vị của mùi xoài đúng không? Vị mùi xoài chín và một chút sô cô la, đó là cái đặc trưng của nó. Cầm mạnh bây giờ trái này là rất là to, trái này khoảng nửa ký. Em sẽ lột ra cho mọi người ăn. Cái đặc tính cái này là chúng ta lột bằng vỏ cũng được, không có mủ ha. Đó, không có mủ. Đó, nhìn cái trái này rất là tuyệt vời. Đó, một trái này là nếu như tụi em bán trên thị trường là gần 100.000 đấy. Nhưng mà vô đây các anh chị ăn thoải mái. Đó. Rồi chắc nó dùng tay nha, dùng tay mời chú. Thông cảm nha, dùng tay giờ đây không có dao, mình ăn vậy nó mới ngon. Đó, hái thêm hoàng kim đi em. Hái thêm trái nữa đi. Mời anh mời anh. Dạ. Dạ. Đây anh này anh đang quay đây. Anh đang quay đây. Anh nhớ anh này mời chị. Nhưng mà ông này là hợp tác xã Bình Dương ấy chứ.